Vụ sạt lở trên đèo Bảo Lộc đã vùi lấp chốt trực của các chiến sĩ cảnh sát giao thông khi bên trong có 4 người. Lực lượng cứu hộ đang triển khai công tác tìm kiếm. Thông tin ban đầu, ngày 30 tháng 7, khu vực đèo Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng có mưa nhiều. Một số khu vực bị sạt lở đổ xuống đèo. Trong đó, khu vực đất tại chốt làm việc của cảnh sát giao thông thành phố Bảo Lộc trên đèo bị sạt lở, đè lấp chốt trực của các chiến sĩ. Thông tin ban đầu, hiện 3 người đang mất tích trong vụ sạt lở này, một người ở bên ngoài nên tránh được sự cố. Một xe khách khi lưu thông gần khu vực trên cũng bị ảnh hưởng bởi vụ sạt lở. Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Bảo Lộc và Ủy ban Nhân dân huyện Đạ Huoai, lực lượng chức năng đang được huy động đến hiện trường cứu hộ. Đèo Bảo Lộc đang tạm ngưng lưu thông, phương tiện đi từ hai hướng đến đây phải thay đổi lộ trình. Lực lượng chức năng đang chốt trực hai đầu đèo, khuyến cáo phương tiện có hướng qua đèo Bảo Lộc nên thay đổi lộ trình. Cụ thể, hướng lưu thông Đà Lạt, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Lạt, ngã ba Lộc Sơn rẽ phải đi Bảo Lâm, đèo Con Ó, Đà Tẻ, Đạ Huoai, thành phố Hồ Chí Minh. Hướng lưu thông thành phố Hồ Chí Minh, Đà Lạt, thành phố Hồ Chí Minh, Đạ Huoai, Đà Tẻ, đèo Con Ó, Bảo Lâm, ngã ba Lộc Sơn, Đà Lạt,